ghê vậy? Mirai đần độ này 1-6 ăn được kinh công kìa. Mười hai. Lothian, an enemy has been defeated. An enemy Dark Slayer has been summoned. Ui, ui cày thế. Chỉ không kịp có mất của cỏ băng xương mẹ thằng bên nó bay ra. An ally has been defeated. Ultimate. Hay là anh gặp ba má, đưa rồi em về nhà. Hello anh Trương Tài nhá. Siêu quá đi. Ừ. Trời chờ em đã lâu biết không anh muốn yêu người. Hay thế. Hello bé Mi nhá. Game sau nhá Mi ơi. Hello Hiếu nhá. Hello Dũng Nô nhá. Ôi lần này để mời lui cho Phúc Mi. Đâu mà. Tập cướp được nhiều nhá nhá. Em ơi lên 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 anh giết nó. Chạy rồi. Chạy rồi. Kêu lên giết bọn nó, nếu gặp bọn nó là chạy đi. Tấn công tướng địch. Rát ulti kia lên thôi. Không dám nhờ nó vào. Bố phát chết rồi. Bé Mi lên sau có vô thì vô nhé Mi ơi. Onslaught. Tôi phải muốn liếm, tôi phải liếm được thằng AD này. Em ơi, còn giáp hồi sinh nhá. Thì tí giờ đừng nữa phải ứng xuống để anh. Tấn công tướng địch. Right. Ông chưa của ai like, mới like, tôi mới like. Pha nhạc bắt đầu. Em hết tiền rồi á, không sao không sao. Đây rồi, nó mất lên, mất tiêu rồi. Cảm ơn anh Hoàng Hào nhé. Cảm ơn Hoàng Hào đã thả chim. Đó anh em vô nhá. 895157 anh em ơi, 895157 nhá. Cảm hello Khánh nhá. Hello Võ Đình Mi nhá. Ủa, Võ Đình Mi luôn á. Anh em nào vừa chơi rồi thì nhường nha. Facebook bé Mi. À đây bé Mi đây. Thì ra đây là Mi cô nương. Mi cô nương.
team's turn to ban. Cái số này, cái số này giờ này không thấy bé xoay đâu nhở? Bé xoay cái game mình đi làm chịu anh vợ sao lại chịu anh vợ đứng đầu này. Hello Châu 997 nha, chào hello bạn nha. Bé xoay cả bé Duyên giờ này không thấy đâu. Bé Duyên đâu? Bé Duyên thất tình à? Duyên tiền đấy. Nó toàn vào TikTok em, nó trêu em thôi. Nó toàn nó trần, toàn xoáy em đúng không? Ừ, toàn xoáy em thôi. Toàn xoáy em thôi. Cay lắm, cay Duyên. Liên Đồng Nai. À đâu Duyên, nó Đồng Nai. À thế? À quá mà. Justice reigns supreme. Ta thấy Duyên toàn đá đều em mà. Ơ chết rồi, quên cả tướng rồi, chỉ không ai nhắc mình rồi. I am the defender of this realm. Anh AD đi Minh hoặc là đi chọn tranh anh AD đi. Quên chọn tướng rồi, không sao mình đi top được mà. Con này đi trô ạ. Bye anh, chắc em vô lại nhá. Ra đây cương không không. Không thể cương đâu nhở. Hôm nào thì chơi. Có em gái nào dưới cho anh cô thì anh Hoàng ơi. Anh Hoàng mà thiếu gái ạ. Anh Hoàng thì này. Anh Hoàng mà thiếu gái là dở luôn đấy. 10 seconds remaining. Sao lại không như là gái. Vậy trở lại hai này, hai em với anh Hoàng rồi. Giới thiệu gái cho anh Hoàng này, rồi ơi, cầm cái bài đi then đi top chẳng lẽ lên dam anh em. Được luôn. À anh em luôn, tôi đã đánh em, tôi đánh con then đi top này, tôi nó cứng ngay cả đái luôn. Bốc phét. Chỉ được cái bốc phét. Anh tí rồi em coi em. I'm on my way. Thằng top nó cho coi. Mà thằng top nó là thằng top nó đánh phải đánh đau nha anh em. Thằng top nó khoái, ui gặp thêm sướng bổ gãy tay bổ như tinh, nhưng mà không ngờ gặp ngay bên à, quên cũng thêm đi, quên lại bên. I shall not back down. À thằng kia kéo chết nhở, yếu cơ, yếu. Chú ý bộ đỏ. Ôi thằng này chết rồi anh em ơi. Mày chết. Ê chạy đi đâu, chạy đâu. Ui chạy kìa. Đang tới. I'm on it. Ờ na xuống đi. Rồi. Đỡ bộ ở đây cả. No. Nè, ui, ta lại hồi để máu đội. Đau đâu đấy, máu tụi quay lại chơi mình ơi. Nó mất không biến được. Ủa, thằng rừng có này. Phải đi vào đây. Băng trụ đây, bỏ đi. Ở đây. Ở đây về đi, nó băng trụ đây. Anh em có thể thêm tôi chưa? Tôm đánh con tôm đấy mà gặp thêm chạy thôi còn nói chuyện gì. Đánh con đánh con đánh con đây rồi em càng gì càng tốt. Cái bỏ anh rồi á thôi. Anh Hoàng ơi, anh bốc quét đi thôi anh Hoàng ơi. Cái gái nào bỏ anh. Anh bỏ gái thì đó. An ally has been defeated. Oh.
Victory draws near. My eye on it. The final blow. Attack. Này nó có nó gà đấy anh em. Ai nó tôi tự đứng lề đánh luôn. Chạy đâu? Đấy con Aeron nó chạy. Nghĩ nó xuống nha em phục ơi. Phục. Đang tới. Slayer has been defeated. Tôi bây giờ nó xuống á. Nhìn nó rõ chưa? Nó quả phát là biết của Mít rồi. Nó dụ ấy, để nó với đấy. Đây. I fight for the greater good. Mày một bữa Our middle lane tower is under attack. Không biết là chú nhá. Our dragon lane tower is under attack. Luôn này. Mày bữa. Luôn ấy bật hiện. An enemy has been defeated. Wilhelm. Mày một bữa con à. Chờ đây. Chạy đi anh, chạy đi. I'm on it. Để em run nó vào trụ cho. Nghe cái. Mày run này chờ bố chờ anh ơi, chạy đi bố chờ. Ui, tức biến. Đừng ngay. Gần vào để cho nó mổ. Rồi bắt chết luôn đấy, được gần rồi. Rồi. Đéo ra. Victory draws near. Anh nhân bất lực thật. Cứ đổ lên này mà đây. Ui giời ơi. Ơ đã anh em chuẩn bị nó chết này. Tôi băng trụ. Anh em xuống rồi. Has been defeated. What are they? What? Enemy double kill! The final blow! Mày bố chi tao, tao cũng bố chi mày, tao sợ mày quá. Attack! Tao sợ mày quá cơ. Trời ơi, nó ăn như clip này. Ủa, tao biết ở đâu rồi, chạy. Thằng kia. À, thằng quỷ được quá. Our main tower is under attack. Shut down. Your team has destroyed a tower. Mi không quay ganh kìa, ganh mi đi kìa. Ai nói cái chửi. Your tower has been destroyed. Cặp anh có biển nhá. Anh em thấy con tép top con thêm đi top được không? Lại cày game suốt à? Thế bây giờ anh có làm gì đâu? Anh rảnh không ở cả ngày anh. Our Slayer lane tower is under attack. Anh không chơi game. Atrix. Không chơi game. Nói chuyện với Thu mà Thu không nói chuyện với anh. Your tower has been destroyed. Ủa Thu thế hôm nay còn buồn không anh em? Còn buồn không Thu? Rứt bên này luôn, Này để phục vào này, mi đâu chuẩn bị vô này. Bring us to victory. Behind me. Anh ơi. Mày chết. Ôi né rồi. Minna yatchime. An enemy has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. Mày bình thường đạo của tao à? Tao solo mày luôn đấy, tốt kìa. Ui giời. Chơi game mà chạy à? Anh nói anh ơi, cái thằng thúc đằng sau. An enemy has been defeated. Này. Kill. Này anh ơi. Em buồn rồi anh. Ghê không? Quá ghê luôn. Quá ghê luôn. Không anh ăn đi. An enemy has been defeated. Em buồn là tốt rồi. Your team has destroyed a tower. Có gì phải buồn. Mình chỉ tiếc mà mình chỉ buồn với cái người mà xứng đáng thôi em. Người không xứng đáng thì xin mời. I shall not back down. Đó, thế là nhanh. Feel good. Dragon. Buồn những người cần buồn. Buồn những người người ta trân trọng mình. Không trân trọng mình thì thôi.
ai được cũng sẽ có tình yêu thôi, ai được cũng sẽ có người phù hợp với mình thôi, nhưng mình tự anh bây giờ cũng chia tay thôi đúng không? Anh phụ mấy ba tuổi đây. Mày ra đây cái hướng kia, cái hướng kia. Ê, thằng Android này nhá. Ờ, được rồi. Ui giời, đông quá nhỉ, đông vui quá nhỉ. Ui, chém đi, chém đi, chém đi. Được quá nhỉ. Bảo kê mi, bảo kê mi, bảo kê mi. Mi tránh cho em, nó bỏ em chết đâu. Nó bỏ mì vỡ toàn, mì vỡ toàn. Anh vẫn cố gắng hết sức, không thể nào mà cứu chữa nổi mì. Em giờ mất niềm tin vào con trai nữa rồi anh. Ừ, thế em sao em không tin anh? Mày yêu thêm 50 cô nữa còn chưa 30 hàn đấu. Thì năm nay em mới 26 tuổi. Sắp rồi, thời gian chưa nhanh lắm anh thường làm đáy em 3 tuổi nữa. Mày là solo tao á, khổ lắm rồi. Dương lại đi phép à? Dương lại đi phép. Dương chỉ có thích. Để thêm tốt cân 30 thằng này thì nói chuyện. Đợi mít phô nữa. Thằng ẩm đấy. Cứu phô. Behind me. Mày. Ôi, bật chưa đấu không được. Thế thì thôi. Giờ em mất niềm tin vào con trai rồi anh ổ, thế em không tin anh hả? Thu em tần là tôi. 6-0 chưa bởi gì. Light. Ui giời, top 5-1. Đánh thêm 5-1. Trời ơi là trời. Thằng top rồi không chạm lên đao luôn. Dark Slayer has been defeated. Truly, this is divine. Tao mà lại không xấu không. Dark Slayer has been summoned. Này, Đâm ra đi. I'm on my way. Wait, wait, wait. Tấn công. Attack. Onward. I shall not back down. Ai cần làm mông phụ ấy? Ai cần làm mông? Cần rồi rồi. I'm on it. Tốt, mấy quẩy lắm. Em giờ hắn thì quái bật đâu mà. Anh ơi, đồ 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 em bảo nó bị thương tí đấy, chắc em. Này, có kiên này, có kiên này. Em vào rừng đứng dưới đầy cái máu rồi, lùi lùi chút đây. Đánh ngoài tôi vào rừng tôi đứng một tí đầy cái máu. Mày ai cái này quỷ này. Legendary. Đi đi đi. Ơ xong lại được kẻ nó lại à. Live on it. Lấy vai thì vẫn được rồi. Đừng lên, mất cửa ngoài quán. Rồi, này tới cùng chuyện với em rồi. Này tới cùng chuyện với em. Mày, đứa này ơi, giời ơi, đòi đánh anh, đòi đánh anh á. Giời ơi, tôi đi coi nè.
không không chưa được anh chưa được trời ghê an enemy has been defeated chuck down đi nghe đánh đi tay cho đi đâu bắn hoa chuck down này này mi ơi mi từ từ này phụng vô phụng đừng đánh nhà đừng đánh nhà đừng đánh nhà final blow Excalibur hit the top thành hoa vợ đánh được thêm mãi không chết chữ 7 rồi. 7 đây. Chữ 7. Thêm hạng 3 nhỉ, chán nhỉ. Đang nghĩ ra phải cho mình hạng 2. À, hạng 3. Toàn hai like đấy. Một slot nữa anh em ơi, 895157 nha. 895157 anh em ơi. Hello 80 anh em nha. Cảm ơn anh Định Trần nha, cảm ơn anh nhá, cảm ơn. Cảm ơn anh Hoàng Văn nha, cảm ơn anh Đỗ Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh nha. Ủa em nghỉ hả? Ai ra lên đồ vậy á? Ờ, lên đồ ba đồ ấy à. Em nghỉ nha. Ok ok. Vô đây mọi người ơi, vô đây mọi người. Kiểu Dubai. Con buồn khúc em mất vô tình và xa xăm. Mọi người gánh mi còng mic hả? Ủa chứ mi không mở mic à? Chơi game không mở mic. Tồi thế nhờ. Con gái mà đặt tên con gái mà không mở mic là ông tu là mấy ông mà là mấy ông con trai. Vào rồi hóng idol gánh ha. Ui giời ơi. Không gánh nổi đâu anh ơi. Anh em vào chơi vui vẻ thôi. Anh em cứ bảo mình hóng là mình gánh thì gánh không nổi. Ai mình là Suki Haka ai chà em tiếc à hả em tiếc à hả em tiếc lại đuổi anh Phụng với chặt bia hả đi bộ đội đi ủa đi bộ đội ủa Tuyết biết quân này hả đi bộ đội mới rồi cái anh hai trận ủa like hậu đánh ấy à hậu đánh lúc nào vậy ủa thằng hậu này mày đánh lúc nào đấy. Ủa hậu đánh Na đấy hả? Hay là đánh con gì vậy? Đúng rồi, chỉ có thằng Na thôi, chỉ có thằng Na thôi là mình không biết. Trận vừa lo với Na, ồ, ok đánh hai đấy. Osuke đấy. Hậu đánh Osuke đấy. Phụng qua tiết, tiết chỉ cho học bia. Ôi nha, vậy nha. Tuyết như vậy là anh Phụng không, là anh Phụng vui, anh Phụng thích lắm đấy chứ ạ. Tuyết cứ như thế là anh Phụng thích lắm đấy. Phụng kéo anh lên chiến tướng với. Ồ anh mùa này lên chiến tướng chưa? Mùa này anh lên chiến tướng cho anh Hoàng. Lên đi em. Anh Hoàng mùa này đã lên chiến tướng chưa? Quốc Trường, hello Quốc Trường nha, hello anh Phú nha. Trời lúc tối giờ tới giờ em không, em mới à? Sáng nay em ngủ mà. Đêm qua em live tới 2 giờ xong em ngủ. Em ngủ đến 7 giờ xong em biết dậy em live á. Thằng con gì bây giờ nhỉ? Con gì hay hay nhỉ? À, đánh con này xua đi. Đi vậy. Claw of the dragon. Can you feel its power? Ủa sao con nào này? Đâu nào pin được chắc. Lúc nãy nhiều skin lắm, sao giờ lại còn mỗi một cái skin này? Lâu lắm rồi không bay ra ta. Lấy ra tài thử. Lâu lắm không bay ra ta, anh em nào nhà ở gần quán tạp hóa mua cho mình đôi cánh nhựa nha anh em nhá. Ship cho em một cái, em có lại. Hello Thư nha, hello Hữu Nhân nha. Lỗi chắc skin ai ngủ bay thế à? Bảo sao? Lúc thì anh thấy nó hiện full, lúc thì anh thấy. Sao giọng giống thằng Cương thế? Thằng Cương ấy trông chú đỉ lắm, nghe giọng anh Cương thề luôn. Nghe giọng anh Cương biết muốn chơi game luôn. Sự thật. Chắc là non được nhiều. Chơi. Cương nó bảo Cương không chơi nữa, khóa game lấy vợ. Là ấy nghe câu chọn game lấy vợ ngước cả tái ấy. Nghe câu này hơi nhiều. Lát quá hả? Chiêu quá. Không được. Hello Brian nha. Tuyết có chơi game không em? Tuyết có vào tức vào bú với anh Phụng không? Cảm ơn Jelly Còi nhá. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn anh chị nha. Không biết là gái trai này không dám chào là anh hay là chào chị chẳng nhẽ người ta là có à game sau vô nè
Hôm sau em tạo phòng đi xong anh bôi cho Tuyết ơi. Còn buồn không Tuyết? Mắt vô định vào xa xăm. Duy Anh yên tâm đi, không bao giờ thấy cưng chơi game nữa đâu. Ui giời ơi, không chơi game thì đưa nick đây, đưa nick đây để chào em bán. Đến với Bình Nguyên Vô Tận. Thằng cưng nó chẳng bảo nó muốn nghỉ. Cưng bảo nó nghỉ game mà. Nó bảo cái lúc mà kia anh. Nó bảo trước kia anh nhìn thấy cũng nhìn được tầm 100. Nó bây mà nó vẫn chơi mà nó bảo nó nghỉ. Bảo từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa thấy nghỉ. Ờ anh nghỉ được 1 năm rồi mà anh vào thỉnh thoảng anh vào xem liver vẫn thấy nó chơi mà phải điêu chẳng, thật lúc nào chẳng có mặt cái like nào chẳng có mặt cái phải điêu rõ ràng là mình nghỉ gần 1 năm rồi mà vẫn thấy nó chơi. Tôi sẽ để chuẩn chị đi làm cướp anh ạ. Thì tôi tin thằng này được chắc. Ê bùa đỏ sao bắt rồi. Con một chiếc bùa đi. Ui ông mít này nhanh tay đấy. Ôi chết. Ui nó liếm bùa mình kìa, nó cũng sao nó. Em lật tay em lật. Nó phát nước đâu. Lột đi. Rút lui. Chúng mày ngồi. Cái kiểu này khó quá. Ngồi nó được farm phải đi nữa. Khó, trong cái khó nó lo cái khổ này em ạ. Cứ chơi đi. Lớn rồi ai chơi game nữa. Sao bằng nó được. Nó à đây sao bó rồi không? Bóng quả đẹp quá kìa. Mất hình luôn. À đây nó này anh em. Thôi. Ê quả đấy sao bó AD mình nhìn mát ra là ngon rồi. Chó mắt hai. Ba thằng của đấy luôn đấy chứ. Ra ta đâu làm việc. Làm việc nó ra ta đánh thương. Quá mạnh luôn. Anh đi chỗ này đánh cho ra đây sao bọn lại đánh đi. Cướp trộm cắp ngay, dăm ba cái thằng ta này. Nghe thằng ấu đã có mò đau đấy nhở. Sao nó có 1.300 điểm, nó có mò đau đấy nhở. Phụng lên đép đường trên. Ok, đằng nào đã từ từ đâu mà, kệ nó. Only weak wings need help. Our Slayer lane tower is under attack. Ủa, nó định làm gì vậy? Thằng này. Đẹp tên chị gần. À, cày thế. Ui, mình không biết này chị trời ơi. Mình lại bấm, mình lại quen tay mình táp cái ấy lên mình đi không đi được. Yếu hết kìa, yếu hết kìa. Ui, ra ta chết rồi. Ui. An ally has been defeated. Ôi. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Nhưng nó đi đẳng với anh như thế mà ta đi thêm. Let's do it. Mày có đấu không? Không. Mày có. Our dragon lane tower is under attack. Ha.
This lucky bag is for Eri. Whatever. Cũng đi đó em. Nhiều hết rồi kìa. Our middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. Đúng không? Tự nhiên bị nó ép vào đấy nhỉ? Mày bay em... Thằng ngóng này kiểu gì mà không bỏ đâu. Không biết đâu. Nhưng mà nó lấy chút to bỏ. An enemy has been defeated. Cái thế nó còn có một số lượng. Cái thế. Mẹ nó combo chết mình luôn kìa. Kéo đủ combo chết nó. Your team has destroyed a tower. Ui là cay ơi là cay. 3.000 tiền, nó có 3.000 tiền thôi mà, bọn nó cũng không tiền thêm mình đâu. Không. Đi tụng ta bay đó. Đi ta, thằng ADD kia bay chết được đó. Chó đi đi mà. Chó đi đi mà. Our dragon lane tower is under attack. Na nó đang đây này. Na đang núp ấy. Ê ở đi. Na kìa. Our dragon lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. Yeah. Yeah. I'll take it. You see how sharp my dragon claws are in no time. Cái này yếu nhỉ? Đang mình đánh như thế. Dragon flash, an enemy has been defeated. Hết rồi. Đúng hết rồi em ơi. Dragon and slayer. An enemy has been defeated. Cannoneers have spawned. Enemy ultimate. À cày thế. À không chết thằng nào kìa. Cày thế nó lướt nào được công ty của mình. Cày thật sự. Anh ngủ đây mà. Hello Hiền nhá. Anh mới live mà. Hôm nay anh 7 giờ anh mới live mà. Ôi giời. Cày thế. Thinking of going against me? You'll die a horrible death. Rút lui. Ra rồng support ơi. Enemy onslaught. I'll find you, mother. Không được. Mình nghe mày. Cái gì vậy? Bỏ chú tốt đi. Your tower has been destroyed. Đẩy luôn.
rồi. When is this fight gonna end? I'm bored to death. No. This lucky bag is for Airy. Kìa, đúng rồi kìa, cô phụ. Phụ đi. Thằng cần thằng quỷ Luka này đánh UVCL, xem được thì xem, không thì ra kênh khác mà xem. Cảm ơn Vi đã follow nhá, cảm ơn Dung Phạm follow nhá, cảm ơn Linh follow nhá, cảm ơn Vi đã thả tim nhá, cảm ơn Linh nhiều nhá. Ê, anh Đại ơi, em chỉ nói một điều rằng là em rất là yêu quý anh, mà anh chửi em ngu thì em cũng chịu. Anh đánh hay thì anh vào anh múa giùm em cái, hoặc là anh có bản lĩnh thì anh cho em cái kèo solo đi. Đó. Anh banh cho em 50. Đó, em bỏ thời gian em solo với anh. Anh banh thắng em thì anh thắng em, em banh cho anh 55 nghìn. Đó. Thế được nhanh. Enemy ultimate. Hết rồi. Còn mấy thằng. Enemy double kill. Enemy triple kill. Cũng em, cũng pha bên này. Hai thằng. Ba thằng luôn. Trời lạ. Anh em cứ chơi thử đi. Việc anh em đánh bình thường ấy, việc anh em đánh offline với việc anh em đánh live nó khác nhau hoàn toàn lắm anh em ạ. Anh em cứ thử trải nghiệm đi. Em cứ thử live thì là biết rồi. Em cứ thử live. Thế. Nhất là việc anh em live em còn phải để ý chính xác mọi người. This lucky bag is for Airy. Mấy cả là thủ cao lên. Tí mì follow á, chán mì lắm. Đây từ từ mọi người, đang cứu người nha, đang cứu người nha. An ally has been defeated. I'll find you, mother. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Đúng, đúng, đúng bên kia. You have defeated an enemy.
Tower has been destroyed. Ủa mình đứng đây đợi thằng Nang mà. Trận đầu đi. Tao mẹ ra mày nè. Đẩy luôn. Chơi thằng AD nói. Chơi thằng AD nói. Bỏ nhá. An ally has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Bobby Lazen Good. Hello, người em nhau. Enemy double kill. Anh ơi, đừng đẩy lính. Quá mà kịp lên một sơ tách nữa nè, thằng vai nét. Chạy. À, anh có ulti nhá. Có ulti nhá. Ulti nhá. Ulti nhá. Mày Violet. Ui kìa. Quá cao trượt kìa anh em. Đủ xanh nữa. Ui giời. Nó lộn ngược mẹ sau đít mình. Không trả lời luôn à. Ủa anh có thấy gì đâu. Không thấy gì luôn kìa đi ạ. Ấn comment đó. Rút lui. Này không thấy gì. Ulti này. Này blue này. Có thấy Kenny bình luận gì đâu. Thank you. Em ơi. I am Việt Nam, tao ở Việt Nam nhá. Thằng Tây Balo kia tao ở Việt Nam nhá. Dỗi quá, ở nó có hiện comment đâu, nó bị ẩn á. Kiểu mình giới hạn nhiều từ trong cái từ trong live nó phải hiện. Đấy, có thấy hay bắn hết. Ở đây thằng cáo đây này anh ơi. Cáo đây này, hello. Cho chơi không á, vô đi. Còn biết này, quy luôn này. Một đánh hai này. Đừng để nó cũng đi. Ơ trúng kìa, ơ bật giải luôn. Đánh trụ thôi. Trụ thôi kìa. Double kill. Cứu qua đi. Mega kill. Tập trung, sắp giao tranh. Ba đường. Vô này, Kenny vô này. Doom ra ta. Cái gì mà Doom ra ta? Phải đỏ thật đấy, cái sai đụng luôn vòng tròn ulti để chiếu trúng mà cái thằng kia thì thằng gấu chết. Thảo vai. Ê, hơi đỏ. Rồi đi Kenny vô đi nè.
tìm ở đâu ra một người như thế, môi kè môi đang yêu. Ai chả bờ rai bờ rúng. Toàn gái xinh thôi mà không có bà nào mở mic. Các bà này tệ thật. Mấy bà này tệ quá này. Hên, hên này chết là ta nữa. Ui trời, bốc công. Thôi, bốc công lại bốc phét. Lại phét đi, bốc công bốc phét. Cái bốc công đánh chán chê thì bốc công bảo bốc phét. Hello Lê Hoàng Anh nhá. Hello Lê Thị Hoàng Anh. Ở trời, trời Lê Hoàng Anh, Lê Thị Hoàng Anh. Trời. Hello Bích Loan Lương nhá. Bây giờ các chị em vô, các chị em mở mic lên nói chuyện với anh em tôi đi. Anh em tôi đánh cho đúng ha. Hello Linh nha, hello Nguyễn Thùy Linh. Anh em chơi game, anh em chị em vào không mở mic được. Anh em chúng tôi chơi game không khác gì. Chơi game nó bị yếu đi. Lời nói chẳng mất tiền. Đúng rồi em. Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Đánh chắc tay cái top nè, ok. Dạ. Yeah. Thế vậy để Phụng đánh hẳn hoi nhá. Chơi được trận mà không cho chơi nữa buồn. Anh em chơi một trận cách một trận đi anh em ơi. Ủa mi ấy mi đánh AD đi để cho à thôi. Để xem S2 đánh con gì, S2 cái tốt con gì, S2 cái tốt support sao á. Ôi dồi ôi, 1.300 trận. Cục vàng mà, cục vàng đấy đó. lên đi này mọi người. Lên đi, alo. Hey, wanna see my magic staff? How about my pet clown? Your team's turn to pick. À, đánh cay nhá. Đánh cay. Your team's turn to pick. Your team's turn to pick. Thôi kệ đi, cho mi support gánh phục à, ok. Mấy bà này mở mic lên nói chuyện nha. Thôi chúc anh em qua live vui vẻ, em mở play, bye bye mọi người, ok mọi người, bye bye mình nha. Thức tối giờ buồn ngủ quá thì đi ngủ cong. À cho mượn cái chăn này ngủ đi. Anh em tôi đắp trong một game. Tôi đắp chăn tôi chơi game. Tôi để tôi tắt phở bò tôi mở tí. À tôi đợi cho nó đủ cho đủ 2 tiếng bên phở bò đây anh em. Xong tôi tắt đi tôi mở nhạc cho anh em quẩy. Cắm gì Hà Nội lạnh lắm, Hà Nội lạnh lắm, không nóng đâu, Hà Nội lạnh. Hôm nay lạnh nhỉ? Nay lại lạnh. Hôm nay lạnh nhỉ? Đúng không? Hôm qua gọi đã bấm đường chút hôm nay lại lạnh. Hôm nay nhỉ, nó có thêm cả gió mùa đông bắc ấy. Trời nó không mưa đâu. Trời nó mà mưa nữa, mai còn gió nữa thì lạnh lắm. Mai lạnh hơn mọi khi mà. Mi ơi mi mở mic lên đi mi mở mic nói thế nào. Hay lại mấy ông tôi gì mấy ông được rửa lắm, mấy ông được rửa giả vờ con gái đấy. Mấy ông được rửa giả vờ con gái đặt tên con gái. I'm king of the world. Wait, no, everything. Mấy ông được rửa. Nóng mà cái gì Hà Nội lạnh chết đi luôn. Thủ cao lên. Đang mặc áo dài quần dài. Alo, support của tôi đâu rồi? Nó cướp của tôi này. Đúng rồi. Đúng luôn. Đúng luôn đây chà là bung là đã. Ô chi là đã. Chà là bung rồi con trai đấy anh em. Mấy người toàn đặt tên Facebook con gái á.
mà là nick tên con gái á, xong rồi vào đặt tên cho con gái để cho người ta có thể hiểu á. Cứ auto không mở mic thì là mi đang viêm họng nữa. Cái bài này ai cũng vậy, ai cũng viêm họng, nào cũng thế, lần nào cũng vậy. Gì đã thôi, yêu mi thế thôi. Biết đấy nào, Zuka đâu? Đầu Zuka đâu? Chơi đó. Mày coi. Ôi, nó giật bóng về nhanh thế, tưởng nó dùng chung 2 miếng luôn. Our Dragon Lane Tower is under attack. Mấy cái thằng quỷ kia nha, Mi là con gái nhá, phải con trai đấy nha, mấy thằng quỷ rồi. Ê Mi ơi, chết con rồng, em ơi, chết con rồng, Mi. Đấy nó anh. Ngược lại là nó chết. Rồi chết. An enemy has been defeated. Anh gì để bảo mày còn dậy, đang chơi game. Ôi em ăn bùa đây. Ơ con mẹ nó bùa tao đâu. À chà. À thằng quỷ Flo này. Mẹ thằng cưng chim ngón này. Mẹ thằng cưng chim 5 điểm. Đúng à. Làm người đi. Thằng quỷ này. Ôi chết ra đây rồi, chết ra đây rồi. An ally has been defeated. Một bóng quá lắm chứ. Tập trung, sắp giao tranh. Có gì mà ghê trời. Quên mình có lo mẹ đâu, bắt mục tiêu đơn giản mà. Đánh cái thằng đánh lo cho tôi cả, tôi đang đánh được. Zuka, bỏ Zuka rồi, nó vô đấy, nó vô kìa. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. I've got eyes and ears everywhere. Here we go. Đi quan. You. The iron defense line has disappeared. Your sentinel has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Defeated an enemy. Enemy ultimate. Enemy. Our dragon lane tower is under attack. Nó lại liếm blue của mình rồi, cay thế nhở mọi người, nó liếm hết blue của mình, cay thế. Trời ơi, không cũng được blue luôn. Bố mày cay mày lắm rồi, con chó này. 403.000. Your team has destroyed a tower. Nó cho bụi này, nó cho bụi này, nó cho bụi này đi. Our middle lane tower is under attack. Has been defeated. Được nghe. Has been defeated. À mà chắc không được đâu, nhưng mà đánh như năm bạn này đánh luôn này. Mày ăn tao à? Thằng chó đẻ này, mày đớp bùa tao đi, thằng chó đẻ này, mày đớp bùa tao đi. Tấn công từ địch. Veil hand. Tập trung, sắp giao tranh, tập hợp. À còn một slot đó, còn một slot cho anh em đó. Còn một slot cho anh em thay đổi đó. An enemy has been defeated. Yeah.
choáng rồi đó, mất choáng rồi đó. Úi giời. Mẹ thằng kia cái món này, cái món này dơm, tôi gặp tôi vừa bực hỏi luôn, tôi ghét này lắm. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Bắt tao đi. Bắt tao đi. Mày đi cân năm. Mày đi cân năm. Mày đi cân năm à? Thành con. Cân năm à? Thành con. Bắt tao mà mình không. Nhiều bạn thật. Cái thằng đã thiếu một ngón tay để còn đòi. Thiếu một ngón tay để cân 5. Nào mà bọc đủ ngón tay đi. Hơn 10 ngón thì cân 5 được. An ally has been defeated. Our dragon rain tower is under attack. Your tower has been destroyed. Is that it? An enemy has been defeated. I'm Grease Lightning. Luôn nhá, nó cân nè. Our Slayer Lane tower is under attack. Có thằng đi này ngáo này. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Tao bên này này. Tao bên này này. Ui cay thế. Hello Trâm nha, hello em nha. Cay thế nhỉ, gặp ngay thằng Lily nữa mọi người ạ. Your team has destroyed a tower. Ủa Trâm em về nhà chưa Trâm? Cầm bạn vô kéo bạn Phụng không. Hello bạn Thủy nhá. Thủy xinh đẹp. Thủy xinh đẹp, mỗi tội Thủy không có được Phụng. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Ủa sẽ AD. AD là AD của mình đến rồi nè. Dark Slayer has been summoned. Hưng chín ngón này. Tập trung, sắp giao tranh. Cày thế nhỉ, nó tung biến anh em ạ. Holy Dragon has been defeated. No, everything. An ally has been defeated. Mày để thằng rank con này, mày chạy đến đâu rank con này. Tôi vẫn cày thằng Van Hen mọi người ạ. Ultimate. Ui, cảm ơn người yêu nha. Lại phải win. Win thôi, kiểu gì mới win anh em ạ. Cảm ơn người yêu đã tặng quà nha. Enemy triple kill. Bữa đó Zuka đâu, Zuka đâu, làm việc nơi em.
con mụ này đánh Yuka ghê gớm phết kìa. À, con mụ này tên gì ta? Mày không biết con mụ này. Hello anh Thành nhá. Hello anh Thành Osman. Anh Thành Osman này. Ui, đòi liếm nữa, tham lam. Mụ này dậy thật. Rồi, đứa của thầy. Ê, vào mùa nó, từ từ ăn kinh công. Thế đi, vào đây. Thằng Flo nó sẽ đoán là bọn này ăn kinh công nó bữa thằng Flo này luôn. Our middle lane tower is under attack. Nó trượt hoa rồi, Ôi, không ăn đâu. No one no suit, sweet mèo. Lily. Ê, giờ Lily. Danh quân, nói chơi ăn. Lee. Ảo vậy. Mấy thằng đấy lùa để mình chơi em ạ. Hello anh Chí Thắng nhé. Hello anh Chí Thắng, anh em Nghệ An Modern. Thủ cao lên. Đây đây, bắt thằng Bát Hèn anh em. Bát Hèn gì nó An enemy has been defeated. Bắn hen này không đùa đâu nha anh em, nó dám. An ally has been defeated. Phải lo cân được đấy, phải lo này mũi bắn hen đấy. Enemy double kill. Dark Slayer has been summoned. An enemy has been defeated. Bóng mũi ra đây. Bóng ngay đó, nhẹ nhàng qua nơi đây. You have defeated an enemy. Quyết thu gây nhất đoạn nhịp giam bên say. Ui giời ơi, Van Hen đâu rồi? Ui, bây giờ bụi đâu vào bụi Van Hen bửa chết anh em. Thủ cao lên. Rồi, tròn, thả đi, tha cho nó đi, tha cho Van Hen đi. Tấn công. Ôi lùi anh ơi. Chiêu cuối sẵn sàng. À cày thế. An enemy has been defeated. À cày, nhớ chung. Cày cú thằng Lily này. Lily này mình giết mấy lần mất chưa chưa. An enemy has been defeated. Lily. An ally has been defeated. Có thằng Murat luôn, An enemy has been defeated. Lily ảo ma này, thằng Lily ảo game này, chết. Ôi tôi chết rồi, gấu. Enemy ultimate. Cậu đứng vậy là chết rồi. Well ban gor yang ban. Ôi nó bảy anh Duy cái chết đấy. Ôi thằng Lily này. Em coi Lily chết này. Lily đang dịch đấy. Ui ghê vậy. Lấy gì để chạy hả? Không thấy Ngộ Không băng hầu ở đây à? Đánh anh Châu anh ơi, đánh anh Châu anh Duyên. Cảm ơn mày đã không ra. Florentino này, mày nữa này. Bóng về đây, bóng về đây, đi ra. Mày. Ui trời ơi, bắt thằng nào nữa đây, còn thằng nào đâu, thằng Lily này. Mày một gậy, mày một gậy thôi con ạ.
nhân tiếp theo, nạn nhân tiếp theo. Cứ thế mà win à. Hello bạn, hello em nha. Nạn nhân tiếp theo vô đi anh em ơi, 895157 nhá. Mấy cái thằng quỷ này anh vẫn cay thằng Lily, anh phải ghét, anh ghét thằng Lily dã man luôn, anh phải gặp thằng đấy anh phải bữa luôn. Mẹ không? Ơi nhường slot đi, người anh em vừa chơi rồi, người anh em nhường slot đi. Em đánh mới vô đi này Vinh ơi. Có người chưa sẵn sàng. Game sau nhá Vinh nhá, game sau nhá em, game sau. À con mụ này rất chi là lè mè, con mụ này dùng iPhone. Đó anh em, cục vàng Lubu đấy. Cục vàng Lubu mỗi tội đi vào lâu. À bé Mi kể lại nick ạ, à. Đậu xanh bé Mi. Bé Mi kể lại nick. Bé Mi này chơi bẩn, chơi kể lại nick. Chú Duy cũng đánh hả? Anh Chú Duy á, Chú Duy thì em Duy đang bú win anh cụ. Làm nạn nhân nữa là làm người, làm người ngó nạn nhân thôi. Ủa anh Cương nghỉ game thật hả? Cảm ơn DVDP đã vận đăng ký game của các bạn nha. Tránh còng lưng phụ nữa. Your team's turn to ban. Chơi game bữa thằng Burat thế là còn gầy nữa. Hello nhất nha. Tóc như mấy cái lồng lờ. Thật mà anh làm gì không nghỉ anh vào chơi rồi. Sáng nằm xem cả sáng. Sao đợt này từ bi thế? Sao chị nào chị chị gọi là sao em? Chị khuyên năn được anh nghỉ game với bây giờ. Đỉnh thích cả kìa. Hello anh đỉnh nhá. Đi một lần được thua. À đứa cóc này. Chỉ một lần được thua chú chín thì game này lại bình thường thôi. Anh Ari đi tốt với mọi người. Đồng sĩ. Có ai đi đường không? Anh Duy đi đường không anh Duy? Your team's turn to pick. Đây, Scoot đi. Scoot đấy, Scoot cho anh em. Mình tắt ở bên Facebook nha anh em ơi, mình tắt ở bên Facebook nha, anh em Facebook và TikTok của mình nha.